Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay đầu năm mới em khai trương ha cô chú anh chị. Lâu quá em cũng không lên clip. Năm nay em sẽ cố gắng em bán nhiều hơn để em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Thì hiện tại là em giao lưu chính thức trên kênh Bonsai Nam Bộ ha. Cô chú anh chị nào ủng hộ em thì có thể đăng ký kênh để theo dõi những cái clip em sắp tới nha. Em thì em sẽ cố gắng em bán những cái cây lớn để cho cô chú anh chị mình chơi tham khảo những cây mà tầm từ 40 ăn lên ha, những cây giá trị á thì em sẽ bán. Còn những cây mà nhỏ, những cây nằm tầm vài trăm tới 1 triệu á thì em để vợ em bán ha. Còn hàng này em bán tại vì khi mà em bán mấy hàng này á em có thể em hỗ trợ cho cô chú anh chị mình kỹ thuật đồ được ha. Rồi thì đầu năm thì cũng chúc cô chú anh chị mình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng ha, và nhớ em tiền vô như nước và làm ăn thì phát tài nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhiều tiền thì có thể ủng hộ em. Rồi, đầu năm thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 8 cây nguyệt quế ha. Đó, 8 là cho nó tài lộc nha cô chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị cố gắng ủng hộ em thì em sẽ có động lực em đi tìm những cái cây đẹp hơn để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Nguyệt quế này là dòng lá xoắn con chùm, thì để em giới thiệu sơ sơ cho cô chú anh chị mình ha. Hàng này á là bứng từ trước dịch em nghe cô chú anh chị là cỡ tháng 5 tháng 6 năm rồi á, nằm ở khoảng đó thì em ủ tới hiện tại là khoảng 4-5 tháng là cây nó đã sống khỏe ổn định này ha. Về cô chú anh chị mình chỉ cần mình cắt cái bầu này ra thôi rồi mình bỏ vô chậu mình trồng ha cô chú anh chị. Ở dưới này á thì nó có rễ tơ rễ cám mà có những cây nó có rễ tơ rễ cám, có những cây thì nó vẫn chưa có ha, tại vì á nó nằm sâu ở trong lớp đất á, thành ra nó không ra rễ tơ rễ cám, nó vẫn còn nguyên. Thì cây em là cây khỏe mạnh nha cô chú anh chị, giao lưu với cô chú anh chị mình khỏe mạnh ha. Thì bên em giao lưu em báo trước cho cô chú anh chị mình ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là em bao cây cho cô chú anh chị mình tới nhà là cây khỏe mạnh ổn định, em không bao sống nha cô chú anh chị. Còn nếu như cây á về mà có vấn đề gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình hết mình ha. Còn cái vấn đề về bao sống bao tháng 2 tháng gì đó thì em không bao nha cô chú anh chị. Đó. Mấy cây này về cô chú anh chị mình trồng giống như là cây mà thường chậu á, chỉ có điều là chưa vô dây thôi cô chú anh chị ơi. Hoành ha, hoành em đo ngay vị trí này nè cô chú anh chị là 42 hoành nha cô chú anh chị, 42 hoành ha. Đó. Rồi em đo cái thân nè, tại vì cái này nó có cái nhánh tử ở dưới này nè, em đo cái thân ngay vị trí này là 34 ha, tuốt trên này là 34 hoành. Chiều cao là 1m45, đường kính cái bầu này là 40 nha cô chú anh chị. Cây này là nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Đó, đâm chồi mạnh sống khỏe hết trơn rồi, cây này em đã dâm ủ lại rồi nha cô chú anh chị. Cái tỷ lệ là chết thì nó thấp ha. Đó, dễ trồng hơn so với cái dòng phôi mới bứng nha cô chú anh chị. Rồi cây số 1 ha, cây số 1, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu ha, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cô chú anh chị mình gắng ủng hộ giúp em ha. Dòng này về rất là dễ sống nha cô chú anh chị. Đó. Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn ha cô chú anh chị, cây mã số 2 ha. Đó, thì cái dòng nguyệt quế này thì cô chú anh chị đừng có so sánh giá cả với cái hàng phôi giúp em ha cô chú anh chị. Đó, cũng tội nghiệp em, tại vì hàng này em cũng dâm ủ là 4-5 tháng rồi. Đó, chết cũng có ha. Đó, thành ra thì nó giá nó căng cao hơn so với hàng phôi nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình cũng đừng nhớ so sánh, tội nghiệp em ha. Cây nó chất lượng thì giá nó cũng phải chất lượng theo cô chú anh chị. Đó, cây ổn định, tốt, khỏe mạnh, rễ thì nó rất là nhiều nè cô chú anh chị ha.
Rễ cám nó đâm rất là nhiều nha cô chú anh chị, hàng rất là đẹp. Lô này là đế đẹp không ha. À, em sẽ rút ra em giao lưu từ từ cho cô chú anh chị mình. Lô này em khoảng 40-50 cây đó. À, em dâm mũ rất là nhiều. Đế là bao đẹp cho cô chú anh chị mình chơi. Có tay cành sẵn về mình chỉ cần mình vô dây thôi. Nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. 36 hoành đó. Cô chú anh chị mình xem kỹ thước dây giúp em ha. Em đo thước dây rất là thẳng, không ăn gian ha. 1-2 cm không thành vấn đề nha cô chú anh chị. Cao là 1m1. Đường kính bầu này là 45 nha. Đó, thì mấy cái mặt cắt này nè cô chú anh chị, về cô chú anh chị mình xử lý lại giúp em ha. Tại vì ngày xưa em không có check, em không có tha keo để cho cái cây của mình nó đâm chồi ha. Tha keo á nhầm khi nó bị nín cái đầu, thành ra em không có tha keo ha. Giờ cây nó đâm chồi ổn định rồi thì cô chú anh chị mình về mình cắt ra mình tha keo lại giúp em ha. Đó, cây nó không có bị tuột nha cô chú anh chị, cái đầu nó không bị tuột ha, cây ổn định đẹp, đế đều đẹp chách luôn. Cây này nuôi chừng vài tháng nữa là có bông rồi đó cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 2 ha. Cây số 2, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ 1,7 triệu thôi. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Còn cô chú anh chị nào mà chưa biết về cái kỹ thuật trồng cái cây nguyệt quế nè thì cô chú anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp em ha. Số điện thoại giao lưu mua bán là 036 3579057 ha. Em tên Trí ha, cô chú anh chị, hoặc cô chú anh chị mình có thể lên trực tiếp kênh Bonsai Nam Bộ. Đó. Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây là cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem thông số cây giúp em ha. Về nhà nó cây lớn cây nhỏ thì khó xử cho em lắm nha cô chú anh chị, tại vì em có đo thông số kỹ hết rồi. Cây là em quay chi tiết cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Cây khỏe mạnh ha, cây không có hư gì hết nha cô chú anh chị. Mấy cái đầu này là có chồi đâm hết nha. Nè. Mấy cái đầu này là chồi đâm ok hết ha. Đó. Đế là đế đều nha cô chú anh chị. Cây này đế đều đẹp ha. Đó. Cây khỏe mạnh ha. Mặt bên đây vẫn còn xanh nha. Mặt bên đây không có bị chạy nha. Nè. Mặt bên đây vẫn còn xanh. Nếu như cô chú anh chị nào sợ á, mình có thể về mình cắt ngang đây, mình lấy ngay cái chi này nè. Mình ghép bên đây một chồi nha cho nó giữ mạch ha. Đó. Cây là đâm chồi rất là khỏe mạnh ổn định nha cô chú anh chị. Hiện tại nó đang đi đọt á. Đế thì quá đẹp luôn. Lô này thì đế rất là đẹp. Cây dâm ủ 4-5 tháng thì nó rất là ổn định cây rồi cô chú anh chị ơi. Cây nào chết thì nó đã chết rồi ha. Còn cây nào không chết là nó còn lại ha. Đó, hoành ngay vị trí này ha. 39 hoành nha cô chú anh chị, ngay vị trí này nè, 39 hoành ha. Đế rất là đẹp nha. Chiều cao là 1m1 cô chú anh chị ơi. Đường kính cái bầu này là 40 nha. À. Này giờ em chỉ cần mình bỏ vô chậu thôi. Mình trộn xe dừa với cát á, cát xây dựng của mình xả 1-2 nước ha. Cho nó bớt phèn. Rồi sau đó mình trộn với xe dừa với ít chấu. Mình trồng bình thường nha cô chú anh chị. Vì là mình cắt mình bỏ vô bầu mà bỏ chậu mình trồng luôn à. Rồi cây số 3. Cây số 3, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu thôi. 1,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Cây nguyệt quế đâm chồi khỏe mạnh, hàng dâm ủ nha cô chú anh chị. Dâm ủ khỏe mạnh ha. Đó. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha. Cây mã số 4. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là to, rất là đẹp luôn. Đó. Cây này dặn lắc ha, dặn lắc. Cây cực kỳ đẹp nha. Đó. Mấy cái chồi này nè. Ha, em không cắt cái chồi nào hết trơn nha cô chú anh chị. Mấy chồi này là em giữ nguyên hết để cho cô chú anh chị về mình nuôi ha. Chứ em cắt á, nhằm khi về nó bị tuột uổng cái cây của mình. À, thà em để thiên nhiên vậy nè, nuôi mình muốn cắt giờ nào mình cắt cho nó ổn cái cây mình ha, cắt cây không có chạy không có gì hết ha.
mấy nhánh này là mấy cái nhánh nó cũ, nó chết sẵn ở trong vườn ha. Về mình chỉ cần mình đục ra thôi, không sao hết nha cô chú anh chị. Đế là cây này cực đẹp luôn nha. Đế thú bự lắm cô chú anh chị ơi. Cây lắc lượng đẹp ha. Cây nè, cái đang cho cái bông nè nha cô chú anh chị, có bông luôn. Rồi. Rồi, để em đo thông số nha. Cây này rất là to nha. Đây. Đây là 51 hoành nha cô chú anh chị, 51 hoành ngay vị trí này ha. Cây cực kỳ to nha cô chú anh chị. Đó, 51 hoành. Chiều cao là 1m12. Tính 1m1 thôi. Đường kính cái bầu này là 46 ha. Đó. 46 này về mình vô chậu 6 là mình chơi vừa nha cô chú anh chị. Cây đâm chồi mạnh khỏe ha. Đó, cây đâm chồi rất là tốt. Này là nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Đó, tại nó tốt á, thành ra cái lá nó cũng hơi to ha. Đó, khi mà mình đại chậu lại lá nó sẽ vừa cỡ cỡ này nè ha. Đó, mấy này lá nó hơi to xíu. Cây rất là khỏe mạnh ha. Cô chú anh chị mình xem kỹ nha. Cây này nó dặn mình luôn nha cô chú anh chị, nó dặn lắc mình luôn ha. Cây rất là đẹp. Chồi đâm cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chồi đâm nuôi rất đẹp luôn á. Rồi, cây mã số 4 nha. Cây mã số 4, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu chẵn nha cô chú anh chị. 3 triệu em bao ship toàn quốc luôn ha. Cây tới 50 hoành mà đế đẹp luôn nha. À. Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo à, cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Số 5. Cây này nó cũng giận mình ha. Nó đâm chồi rất là đẹp luôn. Đâm chồi quá trời luôn nha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp ha. Đế lực không nha cô chú anh chị. Mấy cái đầu ghế này nè, em có thử nghiệm rồi ha cô chú anh chị, mình về mình làm lại giúp em ha. Khi mình trồng á, mình trồng sơ dừa ha, mình trồng sơ dừa tới mức này thôi, còn ở trên cái mặt này nè cô chú anh chị mình cưa lại ha. Nếu như nó chưa ra rễ á, cô chú anh chị mình cưa vô một tí để cho nó tới cái mạch sống mà mới á ha. Cái mình để một lớp cát lên, mình thả một lớp cát lên, cát á cô chú anh chị mình tưới nước cho nó xả bớt đi mấy cái mà mấy cái phèn ha. Rồi cái mình để lên một lớp, cũng như mình che cái cọng rễ này nè, cho ngay cái đầu này nè ha, là từ từ nó đâm rễ cám rất là mau. Đó, cô chú anh chị mình nuôi rễ bằng cái cách đó đó cô chú anh chị, là nó không có bị bể ha. Đó. Cây em quay sơ cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi, thông số luôn cô chú anh chị ơi. Hoành ngay vị trí này là 40 nè cô chú anh chị. 40 ha, ngay cái cổ này nè. Dưới này là nó bự hơn xíu ha. Đó, em tính 40 thôi cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 1m1 ha. Đó, đường kính bầu này là 40 nha cô chú anh chị. À, cây này đế nổi ha. À, thì em có hướng dẫn cho cô chú anh chị mình sơ sơ cái cách mình nuôi cái cọng rễ á. Nếu như mà cô chú anh chị mình để treo lên á thì nó hư ha. Còn mình nuôi á, mình để cát lên, mình lắp lên một mớ ha, tầm chừng tuần hai tuần lễ à. Em đã thử rồi, khoảng chừng tuần lễ à, là nó đã có rễ cám à. À, rất là mạnh, rễ rất là mập luôn nha cô chú anh chị. Trời mạnh luôn ha. Rồi, cây số 5 nha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu nha. Em bao ship toàn quốc luôn. À, cây sống khỏe mạnh 2 triệu, đế đẹp. À, lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo ha, cây mã số 6 ha. Cây này VIP nhất trong bầy luôn nha cô chú anh chị. Đế đều đẹp ha. Cây dặn lắc nè cô chú anh chị, mình thấy cái khía này ha, nó dặn lắc mình luôn ha.
À, đế nè cô chú anh chị mình xem ha. Tại vì mấy cái nhánh này em không dám tỉa cho nó ló cái cây ra nghe cô chú anh chị. Về mình nuôi lại đàng hoàng đâu đó mình ha, cắt tỉa ha. Em sợ nó bị tuột ha. Cái nhánh này thì nó bị hư rồi nghe cô chú anh chị, nhưng mà em không biết nó hư tới đâu ha. Đó. Về cô chú anh chị mình cắt bỏ cái đoạn này mình tha keo lại không sao ha. Còn đế lắm là bao ok, bao đẹp luôn. Cây này thì cái bệ nó rất là to. Để em đo hoành ha, hoành cái nguyên cái con thú luôn á. Nguyên cái con thú nằm ngay vị trí này nè là tới 63 hoành đó nghe cô chú anh chị. Đó, hoành nè cô chú anh chị mình ha. Giống như cái này được gọi là cái hoành cái thân luôn á, cái mình của nó luôn ha. Là 63 hoành nha, cây rất là to, rất là bự. Ừ. Cái hoành ở trên này á thì 34 nha. Cái hoành tuốt trên này nè là được 34 hoành nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m1 cô chú anh chị ơi. À, cái này là thì em đo hoành đế cho cô chú anh chị mình tham khảo là 1m28 nha. Đó. Nó khoảng 1m3 đó, 1m28 á. Đường kính cái bầu này là 50 nha cô chú anh chị. Cây này thì cũng khá là nặng nha, cây này nặng nha. Đó. Cây này cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị, dặn lắc mình thì nó có cái lỗi cái nhánh này thôi, không sao hết. Cây trên này là không bể không bọng gì nha cô chú anh chị. Mình nói là không bể không bọng gì ha, cây ổn định. Mặt cắt này thì giờ cô chú anh chị mình cắt lại tới cái nhánh của nó thôi chứ không có gì hết trơn ha. Quay sơ sơ cho cô chú anh chị mình xem kỹ lên nè. Rồi cây số 6 nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.200.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Em cũng quên báo với cô chú anh chị mình ha. Hai cái hàng này á, thì nó cũng hơi nặng ha. Thành ra cô chú anh chị mình cọc giúp em nha. Cọc giúp em thì em sẽ đi cây. Còn không cọc á, thì em cũng không dám ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thì cũng thông cảm giúp em cái mặt này ha. Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo nha cô chú anh chị. Cây mã số 7 ha. Đế nè cô chú anh chị mình thấy ha. Đế rất là lực nha cô chú anh chị. Cây đâm chồi mạnh khỏe ha. Cây rất là khỏe mạnh cô chú anh chị ơi. Còn mấy cọng rễ này nè. Đó, cô chú anh chị về mình cắt lại giúp em ha. Đó, cọng rễ này thì nó bị hư rồi nè. Này ha, nó bị hư rồi, bỏ thôi. Còn mấy cọng rễ này vẫn sống bình thường ha. Đó. Cây có làm sao thì em báo vậy nha cô chú anh chị. Hàng em là có làm sao báo vậy thôi. Đó. Gần 37 luôn ha. Còn em nữa 37 à. Em tính 36 thôi. Chiều cao là 78. Đường kính cái bầu này là 45 nha cô chú anh chị. Đó, đế nè. Đế đều hết trơn ha. Cây là không có vấn đề gì hết trơn nha cô chú anh chị. Đó, cây là ổn định không có vấn đề gì hết ha. Đó, hàng này thì khỏe mạnh cô chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 7 giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 thôi cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Hàng dâm ủ sống khỏe ha. Dâm ủ này là được 4-5 tháng rồi đó, thành ra mình cũng yên tâm về mình trồng nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha. Tiếp theo cây mã số 8 ha. Số 8 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Ở mùng 6 quay 8 cây ha. Phát lộc phát tài luôn nha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp cây. Đó, dặn lắc ha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị nè. Mấy cây này nè cô chú anh chị mình thấy ha. Cây rất là già. Thì đây nó có cái mạch nhánh ha. Nó bị lũa nhẹ đây nè. Đầu này nè. Nhưng mà cô chú anh chị về mình xức keo mình xử lý ha. Không sao ha. Cây lũa sành nha cô chú anh chị. Đó, này nó giống như nó bị chết cái nhánh đây thôi. Chứ nó không phải là cây lũa. Ha, nó chỉ bị nhẹ chỗ đó thôi. Đó. Cây là đâm chồi mạnh khỏe hết trơn ha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Đế nè, em quay cái dàn đế cho cô chú anh chị mình xem. Lô này dàn đế cực đẹp không ha. Đó, nè. Đó. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây này nhìn nó rất là cổ, già cổ. 43 hoành ngay vị trí này ha. Nếu như đo xích đây nè là 45 hoành đó.
À, đo chuẩn cày là 45 hoành nha cô chú anh chị. À, tính 43 thôi. Chiều cao là 1m3, cao 1m3. Kính cái bầu này là 48 nha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ nè. Hàng dám ủ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đừng so sánh hàng này với hàng mới bứng nha. Đó, cũng tội nghiệp em lắm nha cô chú anh chị. Hàng dâm ủ thì tỷ lệ hao nó rất là cao nha. Rồi, cây này là cây mã số 8 nha, cũng là cây cuối cùng của clip nha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp cây, rất là già cây ha. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. À, thì cuối clip thì em cũng xin chào và chúc cô chú anh chị mình sức khỏe nha. Và cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Rồi, em cũng xin chào và chúc cô chú anh chị mình một năm mới bình an, làm ăn thì ngày càng phát triển nha. Chào cô chú anh chị mình.